ở bên Texas có người xưng là Phật Di Lạc đó sư phụ. Ô nhiều thân đi, nhưng mà cái giống như Việt Nam không mơ mốt mà xưng mặt hết vậy không biết danh giả mày. Đầu tiên như vậy thôi, sau này mới biết thế nào. Ồ, đầu tiên khi nào vậy đó. Thầy vị sư phụ đi đến đâu đâu có lên báo còn còn mấy ông thầy trước khi đến lên báo chí đầy hết trơn rồi, rồi người ta biết người ta đến, còn thầy còn sư phụ đi đi tìm như tìm chim như vậy sao mà thầy Phật tử. Ủa bây giờ mình chọn những người hành tâm mà mẹ nói chứ giờ cần mà lên báo mà rình rang. Bây giờ giờ cha với mẹ hay mấy chư Phật mà cứ đứng giữa bầu trời á xuất hiện có nói chuyện nữa, ở Việt Nam cả 100 triệu người cũng quản hồn lại lại đúng không, rồi cũng xin xỏ đúng không, rồi á lúc đó người ác nó cũng làm vậy, nhưng mà qua 3 ngày sau thằng ác nó cũng trở lại ác rồi, nó bữa đó Phật trời hiển linh thôi à, nó không có một cái công thức để mà thay đổi, cha mẹ đâu có cứu lên được. Cha mẹ nhìn theo cái hào quang của mình có thành tâm không, cái cuốn kinh và cái cách sống, và mình có cái núi này, rồi mình có những cái giáo hữu là người trực tiếp liên lạc với bề trên thì nói những cái lời thật việc thật, đâu có phải là nói mà để mà tiền hay với bạc hay là đóng tiền hay là công thức gì đâu, tất cả mọi thứ nó nằm ở trên online, nó là rất là hiện hữu chánh đạo mà vậy mà bị Phật tử kêu là tà đó à. Cho nên ai mà nói chuyện là tà đó, tức là phỉ báng đức thầy, phỉ báng cha mẹ là họ mới chính là tà. Được rồi, không? Bữa là nhiều quá, ăn không có hết. À, được rồi, củ hoa lan là vui rồi. Thầy sáng uống nước trà sốt ruột. Mình nói thí dụ ngày mai cho hụ bỏ áo đen này ra quấn áo vàng vô đi ra tiệm ủi sạch mắt bắt đầu đó là giảng pháp. Còn này mình nói pháp đó không, tại cho hụ biết nhiều cái pháp của Phật thì lúc đó là chuyện khác rồi đó. Nên Việt Nam có những vị thầy á mà người ta đã thông hiểu được chuyện trời đất á, tức là hiểu được đại khái là Phật Thích Ca hồi xưa chỉ nói con nắm lá, chứ Phật không có nói là một cái cây, một cái dùng lá, chứ đừng nói là chiên rừng lá khô nữa. Phật nói con nắm lá thôi. Thì trong thời nay có những ông thầy, ông siêu á, ông biết được vùng lá thì mình biết ông nào rồi đó, mình không có nói tên này đúng không. Ông mà muốn nói kiểu như vô hữu á, ông cũng phải bái bài cái giáo hội của khắc sĩ ông mới nói được, chứ ông là nằm trong cái giáo hội ông đâu có nói được. Cho nên mình phải coi kỹ. Còn cái này á là ông Lưu Bá Ôm hồi xưa ông nói rồi, ông nói tương lai mà chuyển luân thánh dương mà xuất hiện á, ngài không có nằm trong năm tôn giáo nào hết và sanh ra nhà dương giả là một người bình thường thôi, chứ đâu có phải là từ trong chùa giáo phái rồi tổ này tổ kia mới lập được đạo. Nên coi kỹ lại. Chuyển luân thánh dương thì nó cũng giống như mấy ông thầy Đà Tạng là tái sanh đúng không? Ngài Đạt Lai Đạt Ma là tái sanh 17 lần. Chuyện này tái sanh cả 100.000 lần, chuyện đâu có nói. Từ đóng vai này, đóng vai nọ, đóng vai kia thì gọi là chuyển cái thần hồn á, đi vào cái xác mới hoài hoài á, gọi là chuyển luân thánh dương là vậy. Nghe danh từ thì rất là ngầu, nó cũng vậy thôi à. Tất cả chúng ta ngồi đây đều là chuyển luân thánh dương, chuyển luân thánh nhân, làm người chứ không phải là làm vua mới là dương phải không. Thì chuyện này làm vua cũng rất là nhiều kiếp à. Cha cho đóng vai vua thì vai vua, cha cho đóng vai làm thầy thì làm thầy, cha cho cái màn nào lập đạo thì lập đạo, nhưng mà nó phải là con của thượng đế, con của bề trên thì mới lập được cái đạo. Còn bây giờ những nhà lỗi lạc, Đức Phật hay là tất cả các vị khác đều là giáo sư của cha thôi, không có lập được đạo. Cái đạo Phật á thì rất là khó, các ái ly thân
có 3-4 cục hột xoàn thì cục thứ tư là phải cho đó, ai thấy là phải cho, nếu không là mất hết mà cả cuộc đời tu hành, đúng không? Phạm giới ai mà ai bên tu đạo Phật không phải. Rồi bên công giáo thì họ quá hờ hợt, họ cứ nghĩ là chết là cha sẽ tha về trời, họ không bao giờ tin là cái nghiệp quả là cái lãnh cái hậu quả nhất trong một đời của họ làm thiện hay làm ác, họ không có tin cái đó. Thì hôm nay cha cho cái thiên tâm ngay khúc giữa để mà biết cả hai thế giới này á, sau này chỉ thờ có ông trời là đúng nhất. Rồi học Phật thì chỉ có đò học Phật á, tâm mới từ bi, mới không có chiến tranh nữa. Chứ còn bên Hồi giáo á, nó cũng thờ cha nhưng mà nó không có biết học Phật, nó cầm súng nó bắn. Còn bên Công giáo á, thì chỉ biết cha nhưng mà không có biết, không có biết là cái linh hồn mình có cái nghiệp nó chuyển thế, cho nên đều sai hết. Còn bên Phật á, thì nãy mình nói rồi á, quá khó cái khúc này khúc giữa, nhưng mà nó lợi hại lắm. Nó lợi hại chỗ này, nó không có cần phải rình rang, nó chỉ cần mặc áo bình thường thôi, áo nào cũng được, tu trong tâm chứ không tu ngoài cái hình tướng. Và đồng thời mình tu bất cứ nơi nào ra đời á, là mình phải học kỹ sư bác sĩ có trí thức ở ngoài đời rất là giỏi, nhưng mà khi mình cái tâm của mình nhìn lại cái tâm của mình có thể làm cho những cái người mà cộng sự làm việc chung với mình á, thành ra người hiền được. Tại khi mình giỏi hơn họ và mình biết được cái đạo đức của thiên tâm thì mình mới loan truyền cái đạo rất là dễ, từ trong cơ xưởng và trong những cái người công chức của mình, chứ không phải như thời nay chỉ có Phật tử rồi mới vô chùa mới gọi là tu, còn những người làm kỹ sư bác sĩ không phải là tu. Thời nay là vậy, ai có tiền học vấn cái là họ nghĩ tu là mê tín, họ không có theo cái đó. Thiên tâm sau này không vậy, mình vừa mê tín nhưng mà mình vừa chánh tín luôn, đó là thiên tâm của chúng ta. Mình có thể làm địa ốc, mình có thể làm người bán bảo hiểm, mình có thể làm nghề neo, bất cứ nghề gì tùy theo cái duyên của mình. Nhưng mình không quên là lúc nào cũng có cha mẹ và có nhân quả đi theo chung với mình. Còn bây giờ mấy con coi bao nhiêu nghề ở ngoài đó, sư phụ biết được có những người sư phụ ngoài nó hết đâu nghe, không phải nó nguyên cái chùm. Những người bán bảo hiểm New York lại, họ chỉ biết bán thôi mà không có giải thích. Mấy con mua phò xì ăn tháng đóng 500 mà đóng cả đời. Rồi cái những lúc mình thất nghiệp sao đóng, cái khi mất cái mất hết tiền, không có giải thích hết. Cái đó là cũng không đúng. Nếu mà họ là người thiên tâm, họ phải nói hết. Rồi ai mua là mua từ đầu, để sau này mình mới biết được cái hậu quả như thế nào. Thà không mua đúng không? Bây giờ mình lấy 500 mình có thể cộng vô, mình đau cái nhà tháng trả 1.700 đi là đỡ được 500 tháng. Mình phải tính những lúc mình thất nghiệp nha. À mà mấy người bán bảo hiểm chỉ nói cái phần mà ấy thôi, bất cứ cái gì cũng vậy, nó cũng y như đạo Phật và đạo Công giáo, cái lợi và cái hại. Không có đạo nào trên thế gian này đều là perfect hết, chỉ có đạo thiên tâm là perfect. Là gì? Nó sẽ ứng dụng và nó có thể, thí dụ như bên đạo Phật, ăn chay nha con. 10 ông thầy dùng cái chữ ăn chay trường nha con, chay trường nha con, đi phóng sanh nha. Để trong cái thao nhảy cà độc, nhảy cà đóng vậy đó. Rồi bảo đảm có vài con cũng chết. Cái hình thức không mà, quay phim thôi. Ăn chay á, ban đêm mấy ông có ăn chay không? BD thì ôm BD. Đúng không? Hình thức không. Đạo thiên tâm vẫn là ăn chay. Ăn chay khi cái tuổi lớn, ăn chay giống như ông Edwin trong nhóm đệ tử của Thiên Tấn Kiệt, có một ông bây giờ gọi là được cái chứng tu đà hoàng. Ông có thể nhìn thấy những cái công thức phụ dạy thiền á, ông nhìn thấy này nọ nhưng mà ông chưa nói chuyện được. Ông bây giờ ông cũng giống như ông Richie Ramoche dưới chùa á, ông nhìn thấy ngạ hồ, ông nhìn thấy tùm lum hết. Nhưng sư phụ kêu, ê Du phải ăn chay nghe, tại Du đã bắt đầu lên tới đây rồi. Còn những đứa đệ tử nhí nhí này kêu nó ăn chay sao ăn nổi, nó ăn sao mà đi nhổ cỏ nổi. Đúng không? Trên đạo thiên tâm của mình là nó thích ứng từ theo người. Ví dụ như mỗi khóa mình nói cái này thì nó lan rộng thế giới.
tùy theo cái trường hợp mình đi cần thực tế mà mình giữ được 12 giới luật mới là quan trọng. Khi nào mấy con làm sai 12 giới luật á thì khác. Thế còn bây giờ kêu Hải của mình nó làm body shop, trời ơi còn mỗi ngày con chèm cái tay của con đánh với nhám kiểu này cho vụ kêu ông trai trường cho con ăn nổi, trời không có kêu vậy. Nhưng mà ít nhất từng con cũng ở về mùng 4, 15, 3, mùng 1, 30 phải không đại khái, để cho mình biết là mình là người khác, người thường là mình tu. Nhưng mà đừng có chấp vào cái chuyện đó. Thế vụ là người lập ra đạo, cũng là giáo chủ, cũng là Phật Di Lạc thời thứ hai, Phật Di Lạc một đó, mình chưa biết là ai nha quý vị, sẽ thấy. Rồi sau này cái chữ Di Lạc là an cư lạc nghiệp thôi nha, không phải là tên của một vị Phật là dĩ nhiên có cái tên đó. Ngài đã lập ra cái đạo này trên tầng trời đâu xuất thiên á, hàng nghìn năm. Nhưng số 2 xuất hiện trước, số 1 chưa xuất hiện. Thì mình chờ xem. Rồi nó sau này đến khi mà số 2 này, cái xác phàm này nãy mình nói nhiêu năm mấy tuổi phải không? Quý vị ở trên á, cha nói còn cứ tàn tàn đi, 80-90 cũng được. Một ngày con còn sống là một ngày lợi lạc cho nhân loại. Thì ở trên cho hộ 80-90. Thì số 3, số 4, 30 năm sau, 40 năm sau sẽ có số 3, số 4, số 5. Nó sẽ lưu truyền 3.000 năm cái dấu hiệu này ở cõi ta bà này. Thì lúc đó, những người mà có đại phước, người ta trong kinh Phật Thích Ca mà ở chùa mấy ta đang học, người ta mới mong ước á, là người ta mong sống ở vào cái thời vàng kim của Phật Di Lạc. Nhưng mà hôm nay á, trước khi bị cực thì Thái Lai đã hiện lên rồi. Lúc nào cũng vậy, bề trên tính. Giống như nước Việt bây giờ đang lúc sụp đổ đúng không? Thì tự nhiên nước Mỹ vô để mà giống như trước khi đánh Trung Cộng á, là tao phải bao này trước. Về mặt đời nó không có hiểu, mặt đời nó cứ nghĩ là đừng có cho nước Việt vô Trung Cộng là để nó bớt mệt thằng phải không? Chứ giờ đánh lộn đánh thằng thôi, đánh nhiều quá hội đồng đánh cũng không lại. Nhưng mà nó vô tình đi, nó đi đúng như cái cơ trời là nước Việt không có bị đổ nát nhiều. Là hồ thường giải thích đó, là bề trên đã phong xuống rồi, giống như chụp rùi vậy đó, chụp xuống để cho hàng này nó yên chút. Nhưng mà cũng cho nó một chút xíu hơi đói, bệnh kinh tế hay xuống một chút. Cơ trời đi con người không có đoán được, chỉ là surprise, bất ngờ. Người đời không thể nào tính hơn được. Nếu tính hơn được á thì Putin đã tính hơn nhất thế giới rồi đúng không? Là Putin đã thắng Ukraine đúng không? Còn nếu mà tính hơn được á thì anh tập mình á là nước Tàu á là coi như cái dòng tơ lụa với Huawei G5 gì đó, bây giờ tan nát hết đúng không? Nếu mà tính hơn được cứ tính đi. Họ không bao giờ họ tính hơn được. Nếu tính hơn được cái đảng Dân Chủ á, nó đâu có xài lực rừng như bây giờ để mà kiếm chuyện ông Trump. Quý vị có biết lý do tại sao ông Biden phải tuyên bố tái tranh cử không? Là tự giờ ông muốn để cho có thêm thời gian thôi. Ông biết ông Trump mà lên á là đi tù hết. Hunter Biden, cái đám thổ tả, có nghĩa là cả Mike Pence rồi luôn, là cái đám đầm lầy á, nó phải cho sạch. Còn hồi bữa hổm nó chưa có sạch. Cái dân Mỹ này nó vô minh lắm. Tối ngày nó chạy xe nhạc cà đùng ngoài á, rồi nó cứ lắc á, là nghĩ nó khôn. Nhưng mà họ không bao giờ ngờ á, là hôm nay á, họ cũng phải quay mặt lại với Dân Chủ á. Mấy thằng là, yeah. Mình nói mình không có nói màu da, kỳ thị mình nói vậy là hiểu phải không? Yeah. Ừ. Với mấy cái tụi mà vượt biên giới á, họ chỉ là cái số phiếu đông thôi, họ không bao giờ biết cái hậu quả. Tụi nó qua đây một nó đẻ như là thỏ vậy đó. Thì cái lá phiếu nhiều thì ai đóng thuế nhiều thì suy nghĩ đi. Mục đích là Dân Chủ nó chỉ tính vậy thôi, nhưng mà không giờ nó sẽ làm cái đất nước đi bại sụi bại. Bản phong thần ở bề trên đã nói rồi là nước Hoa Kỳ á, là sẽ vẫn là một cái nước cường quốc.
sau khi áp tổ có cái gì kỳ nhì á, là nước Mỹ này đó là hầu hết lợi phẩm, mấy cái bài thơ lúc trước đọc rồi đó. Còn giờ mình nói giờ đang mệt không có nhớ thơ gì chứ, thì nói ấy thôi. Ok, cái clip này nãy giờ được 1.5 tiếng rồi hả, mình tắt đi. À, Di Đà Phật, hôm nay tới clip này 1.5 tiếng thì thôi anh, để dịp khác nói tiếp. Vì chủ yếu lại á, để ngay mặt luôn. Gần quá ông ta. Clip này là mò 218, chủ yếu nói là ngày 30 tháng 4, tất cả ở xa đừng có tới ngay ngày đó nha. Tới lúc đó là đổi số cổng lại, chỉ có mới đệ tử ở gần đây á, phụ lo thì được lên thôi, chứ còn tới ngay ngày đó là đừng giận hờn, đừng nói mình không nói trước, thì này nói vụ đó là chính. Rồi sơ sơ vòng vòng thời sự thế giới một chút. Tại trên thế giới có nhiều người hiểu á, họ cứ nghĩ một lời của Kiệt, ví dụ nói một cái clip 1 tiếng mấy 2 tiếng, hoặc là có nhiều bữa ngoài kia 9 tiếng, nhưng mà trong đó chỉ cần một chữ thôi là họ bật mình ngã ngựa. Những nhà chính trị lớn á thì ở một cái thời cuộc này á, nó có ba thế lực, nó không phải là chánh và tà, nó có thế lực ở giữa là thế lực Hồi giáo á, rồi nó cũng là một thế lực mạnh, rồi độc tài, rồi cộng sản, là ba thế lực đó sẽ bị bề trên á tiêu diệt cùng một lúc, chứ không có phải thằng nào đi trước đi sau. Cho nên bây giờ mình thấy cái những chuyện là mình thấy bề ngoài á, người ta nó buồn, ồ tại sao giờ Syria nó là nằm trong NATO mà nó lại binh Trung Cộng, binh Nga, rồi giờ nó xài tiền của Trung Cộng. Nó không phải, sau này mấy thằng đó cũng bị lội luôn, để làm chi nó kéo luôn cái mấy thằng chùm khăn đi một lượt. Cái thế giới tương lai chỉ có tự do dân chủ và những người thánh thiện mà sống thôi, chứ còn không có thể phải mà một khối Ả Rập mà nó giàu cái thành một khối rồi nó make decision, nó quyết định những cái vận mệnh của mấy nước nhỏ. Nó không có chuyện đó. Đó là lý do thời tận thế của mình là vậy. Mà ở ngoài kia bao nhiêu cái kênh hay là bao nhiêu quốc gia trên thế giới đâu có hiểu chữ tận thế là gì. Họ cứ nghĩ là giữa nước này nước kia xung đột và lẫn nhau. Nó không phải tận thế thiệt á. Nếu không tận thế thì con Covid nó ra đời lại làm gì? Rồi trước khi con Covid ra đời á, có biết bao nhiêu bệnh tật về heo nào không? Heo chết quá trời đó. Rồi gà đúng không? Súc vật nó chết. Rồi bệnh gì nữa ta? Boda gì đó. Rồi trước đó nữa đó là bệnh Sida. Sau này sẽ không còn bệnh gì hết. Sau này nè nha, chứ không phải bây giờ. Nếu con người sau này mà ai cũng là đạo thiên tâm hết á, cũng hiểu được cha, hiểu được Kiệt rồi, chắc lúc đó Kiệt cũng về trời rồi, thì rất là lẹ. Tại cái đạo của mình là thành lập tại nơi này, Thiên Long Sơn, ngày 16 tháng 3 2017, Hội đồng Chư Phật và cha mẹ ban ra cái đạo này. Là lúc đó cơ vận nó bắt đầu đi vào khúc gọi là cơ chuyển động mạnh rồi. Chỉ có cái đạo á, nó mới làm cho con người ăn hiền ở lành, thì thế giới mới thanh bình được. Chứ không có cái đạo á, không có giải quyết được một cái màn này. Cái đạo nó là thiệt. Rồi sau này từ cái đạo á, làm cho những nhà lãnh đạo biết là có tâm linh, biết là có Thượng Đế, có Chư Phật xung quanh mình. Mình tính cái gì cũng đừng có tính quá.
Cũng giống như chuyện nói cái này á, những lúc thương chúng sanh chuyện nói nhiều quá, cha rất là giận á. Cha cũng giận mấy lần chuyện lộ cơ quá. Có những cái clip lên quý vị nghĩ ai là người nghe trước vậy? Ở trên nghe, còn lấy xuống. Những năm đầu á, 2017, 18 á, chuyện làm nhiều clip lắm, mà trên không cho bỏ lên, trên kêu lấy xuống. Tại mình đâu có biết. Xin lỗi. Có nữa đó, đừng có tưởng. Rồi kế đó là tình báo Hoa Nam nghe đúng không? Tại nó cũng hiểu chính trị. Kế đó thì bộ chính trị của Việt Nam cũng nghe. Chứ còn dân thường đâu có hiểu chuyện nói chuyện. Sau này từ từ mới hiểu. Thuận thiên, nên nhớ. Thầy thế này, chim. Thì chủ yếu của một kênh mình nó có nhiều dòng dòng đó. Rồi cái đạo ra đời. Cái đạo ra đời nó không phải là một vị hòa thượng lỗi lạc mà tu cả đời. Rồi biết bao nhiêu kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, rồi kinh đủ loại kinh, kinh Địa Tạng, rồi lên đây ngồi giảng. Cái đó ngoài kia có cả triệu ông rồi, bấm cái là quá trời luôn á. Việc là vua của vua. Mấy vị nói. Có một cái giấc mơ lâu lắm, lúc hồi nhỏ. Việc thấy á, việc đứng gần cha là Thượng Đế. Ở dưới á, có một đống mấy ông vua nước Việt. Cả ngàn ông luôn, ông nào cũng mặc áo lông bào vàng hết. Nhưng mà quỳ, mình không biết quỳ cha hay quỳ mình nha. Tại mình nhỏ là trên cái tướng nguyên thần đó, ngồi gần là quỳ lại. Rồi mỗi một ông vua á, là có quân tướng của ổng nữa. Cho nên trong cái vô vi á, nghìn trùng trùng luôn. Rồi có cung phi mỹ nữ nữa. Là vua của thế gian, lại vua trời, tức là cha. Thì chỉ đứng gần cha thôi. Thì có một ông vua nước Việt không có cái đầu. Lúc đó là không biết ông nào. Vua thế gian khác, vua trời khác nha. Vua thế gian nhỏ hơn vua trời. Ở cái thời mạt pháp này, một cái xã hội cùng cực khổ, lo cái bao tử không xong thì làm gì mà hiểu mấy cái tiếng nói của Thiên Tấn Kiệt này, rất là khó. Nhưng mà từ bi đến độ nào thôi, khấn đến độ nào thôi. Cha cho mỗi một chúng ta trên cái quả địa cầu này đều có cái chân linh là cái trí khôn để mà ngồi nghiên cứu, để mà học hỏi. Chứ không phải cha cho cái trí khôn để mà hơn thua nhau, rồi cho cái sắc đẹp, cho một cái tài năng ca sĩ hay là showbiz, rồi để đi gạt người để lấy tiền. Không phải, cha không có cho làm mấy chuyện đó. Cha cho một cái chiếc khôn để nghe cái thằng con của cha nói cái gì. Ngày mai mình chết hay mình sống. Đâu phải mình tu cà gù cà gật, dần gần mấy triệu Việt Nam Phật tử tu cà gù cà gật. Cứ tin mấy ông thầy quốc danh miết à. Tại vì họ được chọn lựa âm thanh với màu sắc cho chói chói, đúng không? Họ quên, họ không biết thời nay ai là Phật, ai là quỷ. Mà họ quên đi ngày xưa Phật Thích Ca đã có cảnh cáo rồi. Ma quỷ, ma dương á, lúc mà Phật ngồi ở dưới gốc cây á, kinh Phật, Pháp Phật Diệt Tận á, quý vị bấm chữ Pháp Phật Diệt Tận mà nghe. Lúc đó đó, ma dương á, thiên ma ba tầng á, nó cho một đống gái đẹp xuống dụ Phật Thích Ca trước khi ngài để vào ngày siêu lòng á. Cuối cùng á, cái Phật cũng vẫn giữ tâm. Cái bắt đầu nó làm gì không được, cái bắt đầu ấy nó bắt đầu nó mới nói với Phật, nó hiện ra ông của hình quỷ, nó mới nói á, cù đàm, ở thời mạt pháp 2500 năm sau, hôm nay ta hại nhà ngươi không được, thì 2500 năm sau, bữa nay mình 2560 mấy năm đúng không, 65 phải không, lễ Phật đản, lễ y chang, ta sẽ cho con của ta, cháu của ta mặc áo vàng của nhà ngươi, cạo tóc giống kiểu nhà ngươi, đọc kinh Lăng Nghiêm kiểu nhà ngươi luôn, đọc kinh của nhà ngươi luôn, để phá nát cái đạo của ngươi. Thì quý vị coi Phật Thích Ca lúc đó ngài đâu có làm gì được, lúc đó Phật chỉ là khóc thôi à. Thì cũng giống như có một lần cảm xúc ở Thiên Long Giang hôm qua hôm kia về bển thì cũng khóc, chúng sanh nó vậy đó. Lúc mà ca các bạn quê hương á thì cũng nhớ đến chuyện này.
ra 218, 17 cái clip mà nói chuyện rất là chân tình. Vậy mà chúng sanh nó cũng vậy, cũng chơ chơ, khóc thiệt á. Tại nhiều người á, mặt khấn á, phụ với mình á, phụ với Kiệt á, thì cái con Covid kế tiếp sẽ không ra đời nha. Tại vì cái nghiệp của trái đất này là nghiệp của trái đất này. Cha mẹ chỉ cho Kiệt lên đây nói để chỉ hướng, để cho mình giải cái nghiệp đó. Nhiều cái đuốc mà, nhiều người khấn, chỉ sắp sửa chiến tranh để mình khấn, để cho nước Việt bớt chết chóc, để cho nó mau qua. Chứ nó còn dây dưa kiểu này hoài á, là dân càng ngày càng đói, Việt Nam càng ngày càng đói. Tu đâu phải dễ. Bây giờ có nghe kinh sắm Đức Thầy nữa, cái bụng cũng phải no mới nghe được. Chứ giờ đói lên là tâm trí mắt nó mờ. Mấy người tiểu đường nó đói một cái là cũng mờ á. Hụ đói cũng ăn nữa. Thì cái bụng nó sẽ đói, sẽ có chết đói dữ lắm á, nước Việt. Vậy mà chúng sanh vẫn chơi chờ, vẫn không có hiểu, cứ nói thiên tâm là tà đạo. Nghe nghe mấy cái ban tiên giáo, tại vì họ là tam vô mà, vô thần. Vô thần là vô tổ quốc, không có tin thần thánh, không có tin anh hùng dân tộc của mình. Trong lịch sử Việt Nam đâu có về dạy những cái anh hùng dân tộc, Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lai, Lê Lợi, hay là Quang Trung, Nguyễn Huệ, hay là Nguyễn Ánh, hay là những cái gì anh hùng của nước Việt đâu. Trận Đạo rồi đâu, trận Bạch Đằng không có dạy. Chuyện của Nguyễn Văn Chổi hay là Võ Thị Sáu hả? Mấy cái tàu lao đó là có, người thì có tên thiệt á. Nhưng mà cái câu chuyện nó không phải là như vậy. Trời, có cái phim Mỹ nó quay á, Võ Nguyễn Văn Chổi mà rước mà bị bắn tử hình á, té đá quần đó con, sợ té đá quần. Còn phim mà của Việt Nam làm bây giờ á, đã đảo đế quốc Mỹ, đã đảo đế quốc Mỹ, trời, có làm ngược lại hết. Trong khi té đá quần có cái phim làm chứng luôn á. Thì bao nhiêu chuyện họ dựng lên họ nói láo. Coi đi, bữa hôm coi tức cười. Một cái phim thiệt, còn một cái phim giả. Cái phim giả thì hay lắm á, không sợ chết. Đến lúc chết đã đảo đế quốc Mỹ, gục cái đầu còn đã đảo đế quốc Mỹ. Mà trong kia cái phim thiệt á, ở dưới kia té đá quần, sợ rung té đá quần. Tại vì Võ thì sáu chừng mười mấy hai chục tuổi là nhỏ xíu à, chứ không mong có 16 tuổi thôi, biết cái gì đâu. Có bà khùng sư phụ. Võ thì sáu bị khùng á. Cái đệ tử này nói Võ thì sáu bị khùng. Si là cái người mà bị bệnh tâm thần á, nó ngu ngu ngờ ngờ á, xong rồi cái tụi cộng sản nó mới cho ăn kẹo, rồi biểu giờ lấy cái này cái chạy lại đằng kia là được ăn kẹo nữa, thêm kẹo nữa. Cho nên bà thích quá, bà xách bà chạy lại. Tức là Võ thì sao bị khùng hả? Nó bị khùng khùng sư phụ, nó không có bình thường. Ôi trời, vậy mà bây giờ sao thành anh hùng dân tộc mà đưa vô lịch sử mà bắt mấy đứa nít Việt Nam học bà khùng vậy? Tại vì ôm bom tự tử. No, nhưng mà mình thấy nó cũng kỳ. Chẳng lẽ bộ giáo dục của Việt Nam á, mấy nhà tiến sĩ này nọ cũng đều khùng hết à? Mới cho học Võ Thị Sáu khùng. Đúng không? Mới đem cái đó vô học đường lịch sử của dạy mấy đứa nít. Chuyện vô lý. Nếu như vậy là mấy bộ trưởng giáo dục là khùng hết rồi. À, phi công của cộng sản bảo rằng lái máy bay lên trời, xong rồi tắt máy, rồi đậu vô mây, rồi chờ máy bay Mỹ tới để phóng ra bắn cho máy bay Mỹ lọt. Máy bay lên trời mà tắt máy được hả? À, trời. Trốn vô mây nữa sư phụ, trốn vô mây, trốn vô mây, rồi đợi xe máy bay của Mỹ tới phóng ra bắn cho lọt xuống đất. Ờ, giống như Kim Nhân Uẩn á, nó nói là nó cầm đá nó chọi phi thuyền của Mỹ. Hàng chi bây giờ nó đứng lên nó làm gì là cả đám bị khóc á, nhồi sọ kiểu đó. Bây giờ vậy, bởi mấy clip cũ nói rồi nói lại, cái gì nó con mà không xuất hiện á, nước Việt Nam thành đồ đồng đồ đá đó con. Con phải xuất hiện năm 65 ra đời để cứu dân tộc đi, chứ không phải thành đồ đồng đồ đá. Hay là Phật mình là tức là Võ, bữa nay hiểu được chuyện là Võ thì sáu là bị khùng.
Rồi bây giờ đưa cái người khùng đi vô hà, cho bắt mấy đứa nít nó học lịch sử của người khùng. Thì thành ra cả đám mấy chục triệu đứa nó khùng hết. Đâu biết gì đâu, sư phụ. Nó khùng hết. Nó nghe Khoa Lất ăn với uống không à. Bữa nay mấy cái tiệm của Khoa Lất cũng đóng cửa. Buổi quả báo đó. Mấy cái thằng mà nó vô. Sư phụ nói chuyện đây đâu có nhiều người nghe đâu. Hữu duyên mới nghe. Còn ngoài kia nó làm mấy cái gì mà náo động á, là người ta vô người ta coi quá trời đông luôn á. Thấy chúng sanh vậy á. Cho nên nhiều lúc phải khóc vì chúng sanh. Phật cũng khóc, cha cũng khóc, Đức Thầy cũng buồn. Đức Thầy rất là buồn á. Tại Đức Thầy rất là hiền hữu với. Ngài không có mất tích. Chuyện này lớn lên ở Mỹ, không hiểu gì nhiều. Thì cũng nhờ tất cả các chư Phật với các chư vị á. Các chư vị dạy dỗ cho nên mới có ngày hôm nay mới biết được chút chút. Rồi lên trên mạng á. Bị bầm dập sóng gió, bị xuyên tạc. Thì từ đó mình mới học cái kinh nghiệm. Mà trời cho cái trí não này cũng ngộ lắm. Học không học thôi, học lẻ lắm. Tiếng Việt hồi xưa không biết, giờ cũng biết chút chút nữa. Giờ quên tiếng Mỹ nữa. Không phải là quên, nhưng mà loại tiếng Mỹ mình biết rồi đó. Cái nào mình phải xài thường xuyên phải không. Chứ còn giờ về đọc sách lại, với nghe đài CNN với đài Fox lại, thì sẽ nói đúng cái accent nó đúng lại. Vậy thôi à. Chắc là quên được. Giờ là tiếng Mỹ thì ở đây sao còn khó quên đó. Chỉ có tiếng Việt á mới dễ quên đó. Thì mình nghe bà trên nói cái núi này hôm nay chỉ cho con họ Thiên với người Việt lên, là cũng vì sắp sửa mang trọng trách. Thì cái núi này không có người quản lý, cho nên từ từ đi, sau này có chuyện đâu ra đó rồi đó. Thì sẽ một cái chìa khóa nha, nó mở hết tất cả cuộc đời của Kiệt. Ở trên nói, ngày ông Sơn Thần đây ông nói, ngài có một chìa khóa à. Tự nhiên ngày đó nó mở là mở hết à. Thì sau này mình mới biết được là cái Thiên Long Sơn này lúc này nó cũng vậy. Thiên Long Giang cũng vậy. Sau này có nhiều đại gia sẽ dành xây dựng ở bển, xây dựng ở đây. Ok rồi, 2 tiếng làm cái clip này được. Rồi, tổng kết lại xin chào nha. Hẹn clip kế tiếp. Rồi để mình nói chuyện đi với mấy người đây.